Chào cả nhà đã trở lại kênh Đất Phương Nam nha. Nay mình đi sang tiếp tục thả câu cả nhà ơi. Đang thả chú vịt cui. Ở đây là sông Cái Bé, huyện Hương Điền, tỉnh Kiên Giang. Mình thả khúc này là gặp mù nha cả nhà. Nghe ba gặp mù luôn. Mình thả dài xuống cây dừa. Giờ này cũng 3 giờ rưỡi rồi, anh em mình thả. Đây có mấy cái trái lựu đạn đây mình bỏ xuống dặn gì chị lên nha. Cái này cũng lôi, cá dính nó cũng không có lôi được. Mình chứ là cua này cũng chín nè, anh em móc cũng đơn giản nha. Móc dấu lưới câu. Thấy cá cũng ít đục quá. Đây mình thả hết cái vịn luôn nha cả nhà. Thả cái vịn này dài xuống cây dừa luôn. Mình thả này chắc 3 giờ sáng mình cuốn ngay nha. Khi mà cuốn mình quay nhà xem nha. Giờ mình thả tiếp con sang. Chào cả nhà nha. Giờ này hai anh em mình cuốn câu về. Giờ này cũng 4 giờ. Trường Giang đây là cây dừa. Huyện Quyền, tỉnh Kiên Giang. Nằm thuộc xã Cây Dừa. Dính luôn hả sao? Cá rồi. Có hàng cả nhà. Ồ, cũng đỡ anh sao. Trong 2 mét. Ướt nhẹp vậy luôn. Quá.
đeo quên nữa, đeo bây giờ cũng bỏ tay luôn. Bữa nay đeo mình không có đem vợt cả nhà. Mạnh quá vậy nhẹp đi luôn. Chú đầu tiên ngon nha, 2 kg á. Thôi có hàng nữa nha. Dạ, cái miếng đó thì sao? Cá lâu thì cái này cho vừa. Vậy cứ nghe máy vậy. Bắt lại cách hồi xưa hả? Cá ốc nhiều quá nha. Giờ này làm lấm bấm nha. Không sai hả nha. Chảy cái ướt nhẹt với máy chân luôn. Đâu xa dữ nha. Tới cả nhà. Ồ, cũng cá đó nên sao. Hàng chứ nữa. Có lý vậy. Ăn xong khoan gần dục lưng cái một á. Dùng đã dục đó. Ủa mép làm sao? Chụp lên luôn. Được luôn. Cái giấy à. Rồi 2 chú nha, vụt luôn rồi. Chú không có kỳ trên luôn. Hù dính luôn cả nhà. Một chú mini. Mấy cái nhỏ này phải sống mình thả lại ha. Một chú nữa. Nhỏ rồi mình đang chăn cục phao ở chị nha. Sốc sao nổi à. Còn dính mép không nè. Là nước này im hay sao? Dễ cuốn. Ồ, có hàng luôn. Cái nhỏ lên nổi nó sao? Không có kỳ trên nữa.
đây nữa nè. Có một chú nữa nha. Bữa nay cá chịu ăn à. Đi quá. Lên nữa không? Này ngọt quá ục ha. Dạ. Dính hả? Ồ, dính cái nhà. Dính mà dính hạt, dính luôn. To hay sao? Ồ. Nhỏ hả? Chú nữa nhà ơi. Lên hàng luôn. Rồi, nút lưỡi rồi. Một chú nữa. Bên này khám khá nha nha. Nãy giờ mới được nhiều nè. Sao con hả? Sao chú à? Chú bự sống rồi, im. Coi rồi vậy nữa. Có hàng cả nhà, rồi kế bên luôn. Con đó hồi nãy nó dính mà nó không biết. Wow. Chú dính lượt luôn, cách nhau có ba lưỡi mà sang nó không biết dính không. Ồ, có hàng ở nhà. Một chú nữa. Không hay luôn ha. Ừ. Mới vừa gỡ cục chì cái nó lôi. Cái lọt hả Duy Anh? Mẫu quên giật nhà. Dạ. Cá dính nhiều không anh? Dạ không sao đâu, em hết rồi. Sao?
mấy con rồi? Dạ được nãy giờ 9 con rồi. Xong rồi ta. Bơi con như lợp chưa? Nãy giờ có dính không anh? Dạ. Lợp thì cá nhỏ nhỏ mà chú ơi. Cá bự nó khô lắm đâu có vô đây. Cái đập bảy rồng rồi. Cá dính ra không dính nè. Cũng cái dầu ngắt trên. Nhỏ không hả? Wow, dính luôn cả nhà. Nãy giờ cái viền câu kia hết này, mới lôi viền lên dính luôn rồi. Đầu tiên. Nút anh xem, nút lưỡi. Nút lưỡi xem. Wow, lên con quá trời dễ cả nhà. Bây giờ mới tắt nước ra. Xe nó có tín hiệu nữa. Còn ôi nữa nè. Sắp sáng rồi. Ở tốt kia ha, ngốc nè. Có ba lưỡi. Tốt kia luôn rồi. Vì nhìn lộn cá ở đây à. Sai vậy đó. Thôi dây đó sao. Còn quần nữa. Còn trong chứ. À. Cá lâu rất xa nha. Còn ngớp bắn lùi lên đi sao. Chứ không còn. Quặn nắng cái nha. Nước bự không mà nó quặn. Hồi sáng quá cho mũi sao. Sáng vậy. Đỡ. Trời ơi, sâu không ơi. Anh biết. Ồ quá trời sâu nha ơi. Bóp mềm mềm. Bóp mềm. Chụp ngoài luôn chứ ớ gì. Ừ. Sâu. Bóp mềm tới gì. Sâu lục bình hả? Lục lên rồi. Từ từ thôi. Ừ. Trời trời trời. Có 3 kg rồi. Hay là con đó bự nhất kìa.
có gì mọi nhà này. Này chúng rồi, được mấy con à. Chín được con sâu luôn. Bơm đang hết hồn vậy. Trời ơi, sáng luôn cả nhà ơi. Đi nãy lúc cúng gần 4 giờ. Sang nó có hàng nữa. Bữa nay bò thu anh em mình ở nhà ơi. Anh em bữa nay dân 200 lữ, anh em 100 lữ đầu dính được chục con hả sao? Chín hai chục. 8 con. 8 con. Vậy là 10 con đó hả? Dạ, mẹ. Ở đây mình dính mấy hai con à, gì luôn mới nè. Mới 2 3. 2. Con này mới 3 nè. Thì được 11 rồi. Đây mình kia dính được con. Nha. Mình chia hai luôn, luôn 100 lưỡi. Vô luồng đầu là thấy khỏe rồi ha. Luồng đầu không thấy ấm à. Lò sao hay sao? Nãy mình cũng nước xuôi, giờ nước ngược cả nhà ấy. Nước nãy cũng đứng đứng này chứ cũng không xuôi, giờ nước ngược luôn. Chắc hồi kênh cũng xuống rồi sao. Hay là cái chốt lại nó ghĩa. Có dây không? Ồ, oh, rồi thuốc rắn này. Ồ, rồi thuốc rắn. Thuốc rắn ở nhà, đừng giận sống đây. Mà nó à, chắc cũng bự lên xem, xa nè. Kỳ lên nè ơi. Nước bự không đưa kỳ lên rồi đó. Chắc bự lên xem. Vì vậy là lại miếng giật luôn. Wow. Đuối à. Lên hàng ở nhà ơi. Ồ, quả đã. Quá trời đã. Nay không được Hugo nữa nha, nhưng mà lên rất nhiều, nó vui rồi. Nay dùng được. Con này 12 con anh sao? 12 chú ở nhà ấy. Quá đầy hai công luôn. Còn đây là mấy con luôn. Thứ nào chịu nói. Sáng này cục rất nhiều nha. Bình minh nè. Rồi lên hàng ở nhà ơi. Chết. Cái chết rồi. Mới chết hay sao? Rồi một chú nữa. Nãy nước nó chảy ngược rồi mình chạy lên cuốn xuống đó nha. Thank you.
Gần hết rồi nha. Thì nó nặng cho cao đây. Cục gạch hả? Ồ, là hình chú của nhà ơi. Chết queo luôn. Quá trời. Cá bự chết đủ ha. Nãy mình cuốn lần kia cả nhà, mình cái có chú đó ông chia hết hai con. Nãy cần hai con được 5 kg. Con này cũng cũng bự vậy. Quá. Nãy chia hai con cái này à. Cái đường này cũng quen thuộc rồi nha. Cũng quen với người đó là họ chia chia. Chia lấy tiền chú lại. Chiều nay mình dăng tới hai cái trụ đó cả nhà. Qua bụi bình là hết rồi. Giờ cháy nắng quá. Lên chú nào nữa không? Hết rồi quá. Rồi vậy là hết trâu quá nha ơi. Anh em mình tổng kết anh em mình ngày được nhiêu nè. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 con ở nhà ơi. Có hai cá bự để là cho chú ăn này. Rồi nay mình xin kết thúc video đây nha nhà. Và những cả nhà những video sau nha. Đi về sáng rồi. Trời có càng dữ rồi.